Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày Quý Mão, tháng Canh Dần năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ. giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ và ngũ hành ngũ hành niên mệnh kim bạch kim ngày quý mão tức can sinh cho chi có nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát và nạp âm kim bạch kim kỵ tuổi đinh dậu tân dậu ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành màu cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao thiên địa chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng Tây Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi Tý bạn không nên quá sốt sắng thể hiện bản thân mình mà bỏ qua các dấu hiệu bất lợi xung quanh ngày hôm nay sự tự tin thái quá dễ khiến cho bạn tuổi tí trở nên kiêu ngạo và đó là lý do mọi người dần có cái nhìn về ác cảm với bạn. Với bạn tuổi tí, bạn hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn trong mọi tình huống. Có như vậy thì bạn mới có thể chạm tới thành công nhanh chóng được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh cho thấy bản mệnh tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn nên khả năng kiếm tiền từ nghề tay trái của bạn cũng rất chi là khả quan. Thậm chí nếu như bạn biết nắm bắt cơ hội thì nghề tay trái còn mang lại nhiều tài lộc hơn hẳn so với nghề chính của bạn nữa. Và ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vừa Cái điều này giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tý rất suôn sẻ dường như không có điều gì có thể ảnh hưởng tới tình yêu mà bạn và người ấy dành cho nhau ở hiện tại vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim không nên sốt sáng mà gây ra sai lầm tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tránh tỏa ra kiêu ngạo nếu không muốn mọi người có ác cảm tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa luôn khiêm tốn mới có thể vươn tới thành công nhanh tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có được cơ hội kiếm bội tiền từ nghề tay trái tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tình cảm ổn định mặn nồng thắm thít Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Sửu bạn là con giáp có trách nhiệm nhưng sẽ không bao giờ dựng dưng với các công việc mang tính chất tập thể đây vừa là điểm mạnh giúp cho bạn được mọi người yêu mến, nhưng cũng đồng thời cũng là điểm yếu của bạn nữa. Khi sự nhiệt tình của bạn tuổi xỉu đổi lại là những lần mặc sức nhờ vã, lợi dụng, thậm chí là đùn đẩy hết công việc sang cho bạn, những kẻ lời bín trong nhóm, mâu thuẫn cũng sẽ nảy sinh từ đó mà ra. Và với bạn tuổi Sửu bạn cũng cần phải biết từ chối khi cần thiết, nếu không bạn sẽ dễ mắc phải những sai sót nghiêm trọng. Dù không thể kiêm nhiệm quá nhiều công việc cùng một lúc, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu mọi người chung tay góp sức cơ mà. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này cho thấy với bạn đang có những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng đôi bên cần phải bình tĩnh để hiểu lý lẽ của nhau tình yêu không có nghĩa là thấu hiểu mà hai bạn phải tự ý thức được điều này vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim lòng tốt cần phải đặt đúng chỗ để tránh bị lợi dụng tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy giàu tính trách nhiệm với tập thể tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa mâu thuẫn với đồng nghiệp khi người làm người chơi tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ nên học cách từ chối khi cần thiết tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc vợ chồng mâu thuẫn cần phải hiểu nhau nhiều hơn Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang nhờ có được chính con nâng đỡ cho nên với bạn sẽ có được một ngày khá chi là yên bình trong mọi thứ khi mọi thứ đang đi theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước. Và nhân lúc này với bà tử dần có thể nhìn nhận cẩn thận lại quá trình vừa qua của mình, xem xét bản thân mình còn có điều gì thiếu chốt hay là không. Và với bà tuổi dần, nếu như bạn giữ vững được phong độ như thế này thì sẽ có được những bước tín quan trọng trong tương lai. Tuy nhiên, để đi được xa, bạn cần phải chắc chắn mọi bước đi của mình. Đừng có vì một chút chủ quan mà đánh đổ hết công sức của mình bấy lâu nay đã gây dựng. Ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên làm việc quá sức, nhất là nên tránh thức khuya. Bạn hãy biết rằng chỉ khi ngủ đủ thì sức khỏe của bạn mới có được cải thiện đáng kể. Bạn mệnh tuổi dần trong ngày này là ngày tam nương tương sát, theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày xấu, vì vậy với bạn không nên làm những công việc trọng đại như là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà trong ngày này. Và nếu như bạn có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng tây bắc. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn có được sự thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, mọi việc đi theo đúng như kế hoạch của bạn đã đặt ra từ trước. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, nên có thời gian kiểm điểm lại những gì bản thân đã làm được. Tử vi tuổi mạo dần, thuộc thổ, có được cơ hội thăng tín nếu như bạn tiếp tục giữ được phong độ hiện tại. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, tránh làm việc quá sức để giữ cho cơ thể được của mình được khỏe mạnh hơn. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, cẩn thận ngày hôm nay là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cho nên với bà tuổi Mão nhắc nhở bạn mệnh cần phải đề phòng trước những lời đường mật nịnh bợ ở bên tai với bà tuổi mão bạn cần phải cố gắng giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo trong mọi tình huống để có thể nhìn ra ai là thật ngựa thật lòng với mình và ai chỉ muốn lợi dụng ánh hào quang của mình và với bạn tuổi mão chỉ một phút bất cẩn bạn có thể sẽ phải trả giá đắt khi kẻ tiểu nhân chỉ trông chờ những lúc như vậy để hãm hại bạn, đặc biệt là với bạn đang có điểm báo nguy cơ thua lỗ, mất mát vì vay mượn, đầu tư không đúng chỗ của bạn trong ngày hôm nay là rất lớn. Nếu như có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, thì với bạn tuổi mão, bạn nên xuất phát theo giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi hơn hướng tốt trong ngày hôm nay là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy nên tỉnh táo với những lời đường mật nịnh nọt ở bên tai tử vi tuổi đinh mão thuộc họ có họa tiểu nhân lâm lia để hạm hại tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ có nguy cơ thua lỗ mất mát vì vay mượn đầu tư không đúng chỗ tử vi tuổi tân mão thuộc mộc không phải ai cũng đối xử thật lòng với mình. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, nếu có việc phải đi xa thì bạn cần phải chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành Mạo thìn tư hại cho nên với bạn tuổi thìn nên học cách từ bỏ người chỉ khiến cho bạn bị tổn thương trong chuyện tình cảm không phải lúc nào tình yêu trao đi cũng sẽ nhận được như ý muốn đôi khi buông bỏ để tìm lại hạnh phúc thực sự thuộc về mình là điều tốt nhất cho cả hai chẳng những tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay có nhiều trái ngang vận trình tài lộc của bạn cũng không được khả quan cho lắm nhất là khi đang có sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh với bạn tuổi thìn, bạn dễ đánh mất đi khoản tiền lớn do tin người dụ dỗ, kẻ tiểu nhân lợi dụng. Hơn nữa, bạn thường thiếu đi sự tỉnh táo và sáng suốt cho nên với bạn tử thìn sẽ đưa ra nhận định sai lầm đầu tư đầu tư kinh doanh lầm chỗ cho nên trạng thái tiền bạc sinh sôi lại nở mà còn hao hụt thất thoát đi đáng kể bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này với bạn tử thìn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với chính người thân trong nhà vì chuyện tình cảm của mình bạn muốn chờ đợi định mệnh của mình trong khi mọi người cứ thúc giục bạn sớm chấp nhận chuyện mai mối giới thiệu. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình cảm đơn phương nhiều khổ đau, tổn thương. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên học cách buông bỏ để đi tìm lại hạnh phúc riêng. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, tài lộc có dấu hiệu hao hụt do tiểu nhân hạm hại. Tử vi tuổi canh thìn Thuộc kim, nên giữ cho cái đầu tỉnh táo khi quyết định về đầu tư, từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, mâu thuận với người trong gia đình, vì chuyện tình cảm cá nhân. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi dậu tuổi thân Tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh với bạn tuổi tỵ bạn là người rất thông minh nhưng không quá mảng danh lợi tuy nhiên đôi khi đây chính là nguyên nhân khiến cho bạn trở nên lười biếng thiếu đi sự nỗ lực cần thiết kỳ nghị đã qua với bạn tuổi tỵ nên sớm sắp xếp lại tư tưởng và kế hoạch làm việc của mình học tập của mình sao cho có mục tiêu phấn đấu được tốt hơn cũng trong ngày hôm nay, tài chính của bạn tuổi tỵ không được dư giả cho lắm, thậm chí bạn còn phải chi tiêu khá nhiều và bạn tuổi tỵ dễ cảm thấy trong tranh khi túi tiền của mình nhẹ bẫng so với mọi khi thiếu đi sự tự tin trong túi tiền, chẳng có đủ tiền. Bên cạnh đó, ngày này với bà tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có mọc sinh cho họa vượng. Với bà tuổi tỵ đã quyên với việc chăm sóc cho đối phương nhưng người ấy thì có vẻ chỉ quên đón nhận mà chẳng biết phải cho đi điều đó không khỏi khiến cho bạn tuổi tỵ cảm thấy chạy lòng dù biết với bạn tuổi tỵ không quá so đua tính toán trong chuyện tình cảm nhưng nếu như cứ mãi kéo dài tình trạng này bạn nghĩ mình khó mà kiên trì thêm được nữa về từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ cần phải giữ được sự tập trung, nỗ lực cần thiết. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên sắp xếp lại tư tưởng và kế hoạch làm việc, học tập của mình. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, tài chính hao hụt, tiền cứ thế đội nốn ra đi. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, dần mệt mỏi vì luôn phải chăm sóc cho đối phương. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, tình cảm dần có sự giảm nứt nhưng chẳng ai muốn hàn gắn. Và đánh giá của bà tuổi tị trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông tí ngọ mạo dậu cho nên với bà tuổi ngọ đang có điểm báo à, với bạn trở nên vì một phút nóng nảy mà nối năng thiếu suy nghĩ sẽ gây tổn thương khó có thể mà hàn gắn với nửa kia đôi bên không thực sự hiểu nhau cho nên có thể sẽ dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc trong ngày hôm nay. Với bà tự ngọ, bạn vốn sẵn, tính tình thẳng thắn, lại rất dễ cáu giận và bạn không biết phải mở lời ra làm sao với đối phương để cho người ấy hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chia sẻ rõ ràng với người ấy thay vì giấu giếm ở trong lòng một mình như vậy. Ngày này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh, cho nên với bà tuổi ngọ chỉ cần chú ý hơn đến cái các mối quan hệ xung quanh của mình là có thể thăng tiến một cách rất nhanh chóng. Bạn đừng có tự tách mình ra khỏi tập thể bởi chẳng ai có thể làm tất cả mọi việc một mình được bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này với bà tử ngọ cũng đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh bù đắp cho vấn đề sức khỏe của bạn trước đó và với bà tử ngọ có thể đang có được một thể chất tuyệt vời nhờ chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao đây là một thói quen tốt cho nên bạn cần phải cố gắng duy trì phát huy hơn nữa vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim chớ vì nóng nảy mà nói ra lời tổn thương cho người khác khó có thể hàn gắn từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nên chia sẻ rõ ràng mọi chuyện với nửa kia từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa cần phải chú ý hơn tới các mối quan hệ xã giao xung quanh mình từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ gặp khó khăn trong việc mở lời với người ấy tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc sức khỏe tuyệt vời nhờ chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao vài đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên với bà tuổi mùi đang có được những dấu hiệu tích cực hơn trong vấn đề về tình cảm ngày này các cặp đôi đã hóa giải được những hiểu lầm trước đó đúng là sau cơn mưa trời lại sáng trải qua những sóng gió của cuộc đời cả hai lại càng thêm gắn bó thêm trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn còn đối với những bạn đang còn độc thân, thì dẫu biết mình tìm được tình yêu đích thực không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bạn cũng đã khoan vội nạn trí, biết đâu duyên của bạn sẽ đến vào một lúc bạn không ngờ tới, không cần phải chuẩn bị gì hết. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này với bà tuổi mùi lại đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh, càng tam thêm sự quyết đoán cho bạn khi đang đứng trước những quyết định trọng đại hơn ai hết với bạn tuổi mùi hiểu được mình cần phải làm gì để có thể đạt được mục tiêu như mong muốn cho nên bạn sẽ không để thời gian trôi qua một cách lãng phí thêm nữa và ngày này là ngày 13 âm lịch theo hải thượng lạn ông ngày hôm nay nhân thần ở trong đùi răng lợi bản chân và gan. Vì vậy với bạn tuổi mùi, tránh làm sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đôi lứa đã hóa giải được những hiểu lầm tình cảm càng ngày càng bền chặt. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy đối với những bạn đang còn độc thân không nên nẹn nạn trí khi chưa tìm được đối tượng thích hợp. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa có thêm sự quyết đoán khi đứng trước những lựa chọn quan trọng. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ hành động ngay khi hiểu được điều mình thực sự muốn là gì. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, không nên tổn thương, mộ xịa ở đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 7, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi thân ạ cho Chúng ta thấy là trong cái vận trình ngày này, bạn tuổi thân đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi thân dạy nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí bạn còn nghi ngờ, không biết bản thân mình có đi sai hướng hay là không. Chỉ muốn bỏ dở hết mọi chuyện nữa. Với bạn tuổi thân, bạn cũng là người khá tham vọng trong công việc. Bạn chưa cho phép mình được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự chăm chỉ này dường như đang không mang lại kết quả tốt đẹp cho bạn. Nói một cách chính xác hơn, với bà tuổi thân đang bị khủng hoảng về tâm lý và cứ muốn dồn ép bản thân mình, tiến tới một sự hoàn hảo trong khi bạn đang trong tình trạng bị suy kiệt. Và thực ra, với bà tuổi thân, chỉ đang đòi hỏi bản thân mình quá nhiều mà thôi, bạn hãy cứ tự tin về những gì mình đã và đang làm được làm được chẳng ai hoàn hảo và toàn năng đến mức làm được mọi thứ thất bại trong ngày hôm nay có thể sẽ điểm tô thêm cho những thành công mà bạn sẽ nhận được sắp tới bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khác với mộc cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì rất có thể sẽ cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn chỉ muốn dành cả ngày nằm dài hưởng thụ hoặc là đi cà phê vui vẻ ở bên bạn bè, ngại ngùng cho những buổi hẹn hò nữa rồi đó. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy trở nên nghi ngờ năng lực của chính mình. Từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa, bạn luôn chăm chỉ nhưng mọi thứ lại không được như mong muốn. Từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ, tâm lý bị khủng hoảng do đặt yêu cầu quá cao cho bản thân. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc, nên tự tin hơn vào những gì mà mình đang có. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim, đào hoa ảm đạm. Đối với những bạn đang còn độc thân, khó tìm được một nửa ưng ý. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Thì. tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với ba tử Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của ba tử Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo Dậu cái điều này cho thấy đây không phải là một ngày may mắn cho bản mệnh và với bà tuổi giàu rất có thể sẽ gặp trục trặc trong công việc. Nếu có nhỡ làm sai điều gì, bạn nên thành khẩn, nhận lỗi chứ không phải là đẩy đổ lỗi cho người khác. Thái độ trong công việc sẽ quyết định phần lớn đánh giá về bạn của cấp trên. Do đó, với bà tuổi Dậu phải luôn chú ý hoàn cảnh để xử sự sao cho hợp tình, hợp lý, đừng có quá thoải mái mà quên mất đi vị trí của bản thân mình. Tuy nhiên, trong ngày thứ tư này với bà tuổi giàu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trên cái con đường tìm kiếm tài lộc của mình ngày hôm nay. Đặc biệt là với bạn, những bạn đang làm nghề kinh doanh buôn bán, ngành nghề tự do thì thời điểm này sẽ rất có lợi cho bạn có được nhiều cơ hội kiếm tiền về tay. Ngày này với bà tử giàu lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khác cho thấy bạn sẽ gặp phải một số phản đối gay gắt từ phía gia đình, người thân đối với chuyện tình cảm của mình và bạn không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở nên xấu tới như vậy. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy công việc gặp trục trặc mọi chuyện không được như ý từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cần phải chú ý hoàn cảnh để có thái độ xử sự, sự cho đúng đắn từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tài lộc khởi sắc có được cơ hội làm ăn lớn từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc tình cảm bị gia đình phản đối từ vi tuổi quý dậu thuộc kim cảm thấy bế tắc khi lựa chọn giữa gia đình và người yêu và đánh giá của bà tuổi giàu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này nhờ gặp được ngày có ngộ hành nhị hợp nâng đỡ cho nên với bạn tuổi Tuất đang có được vận trình tài lộc khá chi là lạc quan trong ngày hôm nay và với ba tuổi Tuất bạn là người thông minh bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối làm ăn đầu tư rất hứa hẹn và có giá trị về dài lâu nữa. Thời cơ không phải lúc nào cũng có sẵn, cho nên với bạn tuổi tuất cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy cơ hội, đừng có để cho bản thân mình phải nói tiếc về sau này. Tuy nhiên, ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất lại đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh, cho thấy với bạn đang có điểm báo có thể vướng phải họa thị phi, bạn trở nên chủ bạn trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người tất cả đều là do có kẻ có ý đồ không tốt đối với bạn gây nên với những lúc như vậy bạn mệnh tuổi tuất không nên quá nóng nảy thể hiện lập trường của bản thân mình và tranh cãi với mọi người tốt nhất là bạn nên chờ đợi mọi chuyện đi qua rồi mới chứng tỏ cho mọi người thấy điều ngược lại tin rằng đến lúc đó mọi người sẽ nhận ra ai là người đúng ai là người sai vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tài lộc được dư dả tìm được mối làm ăn hứa hẹn trong tương lai tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên nắm bắt cơ hội kịp thời để thu về lợi cho mình tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc có thể vướng phải họa thị phi không mong muốn tử vi tuổi canh tuất thuộc kim có kẻ tiểu nhân ngáng chân tìm cách cản trở tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy không nên quá nóng nảy thể hiện lập trường của bản thân mình bằng mọi cách và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành, mão hợi bán hợp. Cái điều này giúp cho bạn tuổi hợi hàn gắn được những vết rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy. Sự chân thành của bạn cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa hai người ngày càng gần lại với nhau hơn. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì đừng có nóng vội. Nóng vội không phải là phương pháp đúng đắn khi bạn còn chưa biết cảm xúc của đối phương dành cho mừng mình như thế nào. Nhưng bạn hãy cứ tự tin là chính mình, vì khi đó chính là lúc bạn tạo ra được sức hút riêng của mình và tạo được ấn tượng với người ấy. Chính quan dẫn đường trị lối, cho nên với bà tuổi hợi trong ngày hôm nay cũng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc báo hiệu bạn có được sự thăng quan tín chức đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cộng thêm năng lực làm việc tốt ở bạn, bạn mệnh tuổi hợi gần như giành được mục tiêu của mình muốn. Ngày này với bạn tuổi hợi, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi những việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ tình cảm được hàn gắn, đôi lứa thêm phần gắn kết. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, đối với những bạn đang quản độc thân, hãy cứ tự tin là chính mình. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, công việc được suôn sẻ, có cơ hội thăng tín, từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, tinh thần trách nhiệm giúp cho bạn đạt được mục tiêu mình đã đề ra, từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, không nên nóng vội trong chuyện tình cảm. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu xanh dương màu xanh lá quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại